Lúc nãy thì ở dưới thì có một người yêu cầu Thiên Tôn hát bài này kế tiếp. Bài này thì Thiên Tôn gần đây có hát trong Music Box của Thúy Nga trên YouTube. Không biết quý vị có xem chưa. Nhưng mà nhạc phẩm mà Thiên Tôn rất yêu thích của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên gửi đến quý vị, bài Tình Ca Cho Em.
vẫn yêu mãi người thôi. Thank you. Cảm ơn quý vị rất nhiều.